đây là khu vực đường Trần Não, đi vào khu vực này là phường An Phú, và mình đã đi về sát bên trong khu vực bờ sông. Mình coi ở đây có quán cà phê nào không, như là chắc ở đây chỉ có những cái nhà hàng thôi. Ở đây có một cái nhà hàng. Thời điểm này thì có lẽ là nhà hàng cũng không được hoạt động nha các bạn. Đây khá là vắng vẻ. Sẽ đi bộ vào đây một xíu ha. Phía xa xa có một cái cầu, bạn có thể thấy đó là cầu Thủ Thiêm. Khu vực cầu Thủ Thiêm thì các bạn thấy bên trái có một số cái tàu, đó là những cái chiếc du thuyền đó các bạn. Những cái chiếc du thuyền này nó đậu ở cái khu vực Lan Anh Village. Tòa nhà này là tòa nhà Sài Gòn Pearl, khu vực Sài Gòn Pearl thì có những cái tòa nhà đã có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh này đã mười mấy năm rồi nha các bạn. Có mặt ở khu vực này trước cả những cái tòa nhà của Vinhome Central Park tầm 10 năm. Phía bên này là cầu Sài Gòn. Đây có trường trung học cơ sở Bình An. Trường trung học cơ sở là trường dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Và với các bạn học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 sẽ được gọi là trung học phổ thông. Đây là đường số 39. Mình sẽ đi trở ra đường Trần Não nha các bạn. Đây là ngã tư đường Trần Não và đường Lưu Định Của. Ngã tư này thì đã nhiều năm nay vẫn chưa làm xong, cho nên là khu vực ngã tư này vẫn còn đang rất hẹp, thường xuyên gây kẹt xe ở khu vực này. Mình sẽ rẽ vào khu vực đường Lưu Định Của.
khu vực đường Lô Định Của đoạn này chính là đoạn đường mà trung tâm của khu vực giải tỏa của để xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm và gây ra những cái tranh chấp về đất đai của người dân với chính quyền trong nhiều năm qua. Đoạn đường này trước đây từ hướng cuối đường này là phà Thủ Thiêm đến ngã tư đến đường Trần Não thì là một khu vực rất là sầm uất của người dân khu vực Thủ Thiêm sinh sống. Tuy nhiên thời gian này các bạn cũng thể thấy là hai bên cỏ mọc rất là cao, do đất đai đang còn tranh chấp cho nên các dự án khu vực này chưa được phát triển. Và đường trước mặt là một đường mình thấy để cho một cái bảng hiệu là không thể đi được, nhưng mà mình thấy có người đi nên là mình cũng sẽ đi ha. Đây là nơi tập kết phế liệu của người dân đang còn sinh sống ở đây. Họ thu mua ve chai để tái chế hoặc là bán lại. Đoạn đường này hiện nay cũng đã được sửa chữa rồi. Bây giờ trước đây thì không có đi lên được, nhưng mà hiện nay thì đã lên được rồi các bạn. Phía đây thì ở cái đoạn đường đó người ta chặn lại. Tuy nhiên là giờ đã được làm đường như các bạn thấy. Xe máy có thể di chuyển qua và xuống được đoạn đường để lên cầu Thủ Thiêm nha. Và trước mặt các bạn đó là cầu Thủ Thiêm để di chuyển từ quận 2 về đường Nguyễn Hữu Cảnh. Cầu Thủ Thiêm được xây dựng cách đây hơn 10 năm. Là một cây cầu khá lớn, có thể lưu thông được một cái lượng xe cũng như là các xe xe container. Không biết bây giờ như thế nào, nhưng mà khi mà thời điểm cây cầu này khánh thành và thì các bạn trẻ buổi tối thường ghé đây để vui chơi trên chính giữa cầu. Có một thời gian thì các đôi nam nữ có mua những cái ổ khóa đó các bạn, đến đây để khóa vào cái thành cầu nè các bạn. Không biết bây giờ còn không, mình nghĩ là chắc là đã được gỡ bỏ hết rồi. Gắn những cái khóa tình yêu các bạn, rất là vui. Đợt đó thì thời gian đó thì mình cũng đã từng ghé đây, không khí rất là vui ha. Ở cuối con đường này có một cái đoạn cua khá gắt, hay đi ngang đây cho nên là phải đi chậm lại. Và như các bạn thấy thì cái thành cầu, cái con lương họ xây cao lên để tránh những cái tai nạn đáng tiếc có thể va vào thành cầu và bị rơi xuống phía dưới mặt đất. Như đây các bạn thấy là bên tay phải nè, những cái thành cầu được xây cao lên. Như vừa rồi cái đoạn cua khá là gắt ha. Chạy xe với tốc độ mà khoảng 50 km/h thì không sao, chứ các bạn mà đó nó không giảm tốc độ mà chạy 60-70 có thể là vào thành cầu nha.
Và lúc này nắng Sài Gòn sẽ di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Cảnh ha. Các bạn thấy là cái đường sắt trên không đang cắt ngang.